Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết kiểu rắc chồng rắc vẫn còn tiếp diễn. Mặc dù khối không khí lạnh cũ chưa giảm hẳn, không khí lạnh mới đã tăng cường xuống nước ta. Gió đông bắc tràn xuống làm cho không khí khô dần, mây vẫn còn nhiều nhưng mưa thì giảm đáng kể. Chỉ còn xảy ra rải rác ở khu vực phía nam của vùng đồng bằng như Thái Bình, Nam Định hay là khu vực Lai Châu. Đến trưa chiều, Bắc Bộ nằm trong khối không khí lạnh khô nên trời ít mưa và hửng nắng, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên ngưỡng từ 23 đến 25 độ. Về đêm thì nhiệt độ cũng tăng nhẹ, ở vùng núi chỉ còn 16 đến 18 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Vùng đồng bằng trung du bao gồm cả thủ đô Hà Nội dao động từ 17 đến 19 độ. Dự báo cuối tuần này một đợt không khí lạnh mới nữa có cường độ mạnh tràn xuống nước ta, khiến cho Bắc Bộ trong chiều tối và đêm ngày 21 sang đến ngày 22 tháng 11 có mưa rào đến mưa to và dông, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhìn xuống miền Trung, do khối không khí lạnh tăng cường thêm kết hợp với gió đông trên cao còn duy trì nên mưa lớn vẫn còn diễn ra trong ngày hôm nay tại khu vực Nam Nghệ An trở vào cho tới Hà Tĩnh, Quảng Bình hay là Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Còn tại khu vực từ Bình Định đến Phú Yên, Khánh Hòa với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Do mưa kéo dài nhiều ngày nên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 1, lên báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Từ ngày mai, mưa tại Trung Bộ thiên giảm, trời có nắng trở lại. Đến ngày 22 tháng 11, mưa lớn sẽ trở lại, trận tâm mưa chủ yếu là khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bình Thuận, nên bà con ở khu vực này cần hết sức chú ý. Vì nền nhiệt do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh ở Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Lui xuống phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh thấp trên đảo vẫn còn duy trì gây mưa cho cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nên trong chiều và tối nay ở Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, chủ yếu mưa tập trung ở khu vực miền Tây. Còn ở Tây Nguyên và khu vực miền Đông, mưa ở diện rải rác vài nơi, nên nền nhiệt ở Tây Nguyên trong khoảng từ 26 đến 29 độ, còn ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trong khi đó, mức nhiệt ở miền Tây là từ 31 đến 32 độ. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Vũng Tàu đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 25 đến 27 độ.
Sang đến thời tiết phía đông bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.